Chào tất cả mọi người, video tiếp theo của anh em mình nhé. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi kích cá rồi ạ. Thì trời đang mưa to, rất to rồi này. Vừa tại xong thì đi cánh xem được con cá nào nó lên không. Lúc đẹp này mà không có cá lên à. Hôm nay là mò cá bắt đầu Sơn Vlog mọi người nhé. Đấy, có ở dưới bờ đấy. Ui dù. Mò cá Sơn Vlog, kích cá là báo Vlog nhá. Ủa đẹp này mà không có rô phi anh nhỉ. Quân nó vừa nó mút hết rồi. Nó cạn mất rồi nhỉ. Có 2 anh em thì đã được một chim. Cái cá tối rồi em được cả chim nữa. Đúng quá. Ừ. Con chim bắt đầu đỏ. Đầu bò. Còn đây nóng thịt phết. Ô ô ô dưới kia đánh này. Đấy, ui ui. Con cá không. Ui ui, có đồ đầu. Ui, béo. Anh cho mọi người xem cái. Ui, nó đồng đu vai các bạn ạ. Vàng khươm. Béo thật. Hôm nay nó chân ai mò đây à? Thế là chưa có ai người đánh. Không có sộp nhỉ. Không có sộp. Đây rồi. Đéo chứ. Đây rồi. Ui, bẹo nó nừng hết lấy được gì. Con này là thấy rồi bạn. Con này to đấy. Con này con nó sộp. Bạn cua cua đầu bạt này. Đây đây đây. Đây điện thoại anh thằng. Đâu. Đấy cứ để thế này. Con này nừng to lắm. Mình cũng nó nừng hết bèo luôn ý. Rồi. Con đấy là ra đến đầu bọt là nằm yên luôn. Không ngó luôn ra ngoài kia. Ừ. Hướng ra ngoài kia nó đấy là hướng nó chạy ra đấy. Đánh bọt nó kéo nó hút ra kia hướng nó chạy ra đấy. Đấy là hướng nó chạy ra. Nhưng mà có đéo gì bạn ạ. Nhưng mà không có gì hết. Đây là cái hướng nó chạy ra đấy, luôn. Tôi hướng tới kia đây. Đấy là cái hướng nó chạy ra đấy. Con này to lắm, con này nó nừng lên phát thì nó lội bèo lên mà. Ui béo rồi. Bóng kín thì không có đâu, sờ bóng sạch tinh. Mất rồi. Không là mất các bạn. Nó chạy cái hướng đấy là nó chạy ra đấy. Úi giời ơi, đây rồi. Con này thì chắc này không thể chạy được rồi. Con này thì gọi cả cọ ra cũng không chạy được. Đây rồi. Có hàng ngay các bạn ạ. Con kia vẫn còn. Hai. Con này chết là khó đấy rồi. Đấy. Thở thở đi. Đi đi hàng chết con này đi. Đây là con này vừa. Đi chết con này đó. Con này chết rồi. Con này chết đây rồi. Còn con đây đi. Con lươn cũ. Ui con lươn cũ ạ. Nó xuống dưới nuôi vào trong. Ở đây chỗ đầu cỏ. Đâu có, nâng cỏ lên phát. Đâu ngoài, ngoài nhà con lươn này đã này.
Ở nhà con lươn này các bạn này, con lươn to này. Mày con lươn này, nhà con lươn này. To đúng này. Nhìn chưa? Đen xì chưa? Ôi con lươn. Thế con rắn này nhỉ? Ôi lươn kinh. Con lươn to. Đây kia có kia chỗ kia. Có một ôi con lươn này. Này mà một nồi cháo luôn các bạn. Này nồi cháo quân dụng luôn nha các bạn nhé. Một nồi cháo luôn nhé. Một nồi cháo bán ở chợ đấy. Nồi cháo chợ thử con thôi. Nên mua cháo về cho con ăn thì á. Nên mua cháo lươn nhưng không biết là lươn không là cái gì. Đấy, đúng đấy. Sẵn dập đây này. Đó này. Nhìn chưa? Ui, ui, ui. Lươn đấy, lươn đấy, lươn đấy. Dập mạnh chưa? Bà bà đấy. Đấy. Dập đấy, nó nằm chỗ nào nó dập. Dập đấy. Ui. Sổ các bạn ạ. Béo mẫm nhỉ. Cứ tưởng bà cơ. Mẹ bà bà bắt sách cần này luôn. Mưa này làm bữa liên hoan tiếp chứ. Làm một nồi ngay anh ạ. Nồi ngay. Làm một nồi sao chuối nhỉ. Hôm nay anh em thì cứ sáng này chưa có thợ nào động vào nên nó có lươn với cá sộp. Lươn này mà nó tỉnh lắm, động vào phát nhá, người sau đến không còn nữa luôn. Yeah. Chỉ cần tê tê tí là nghe tê 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 là người sau đến là nó đã ở dưới đất rồi. Sao có chuyện mà lên đi. Cái đỏ phát này anh em mình đi vẫn là một sớm luôn mà. Ui, đồ độc, đồ độc, đồ độc, đồ độc. Phi không cậy chạy vậy, không là con đồ độc. Rạch 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 hay cao rồi đó đấy. Đấy. Nhìn nó dập chưa? Đấy. Đấy, đồ đầu hoặc sổ con. Em nhìn này, sổ con lắm anh Báu ạ. Con sổ to à? Không có sổ to. Con to sổ con. Sổ các bạn ạ. Sổ các bạn nhá. Con sổ vàng quá. Ôi thế hôm nay đánh toàn cá vàng không nhỉ? Ông này nhớ nhạt. Đấy là nó 90 ăn đâu mà. Nó chả vàng. Không gì kích cho nó vàng chuyện hát ơi. Ui đấy. Ui. Ăn rồi đấy. Đấy, đi vào tay bên này đâu. Đấy, cái này đâu, 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 bật. Vào đây này đâu. Đây, đâu kia đấy, đâu kia. Cá sấu. Cá sấu, cá sấu, đâu, 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 đâu. Nhìn không? Tinh ý nhỉ, anh Sơn đâu này tinh ý nhỉ. Mẹ, thằng nghe rồi em ạ. Cá sấu các bạn đấy. Sấu, lại về được con chuối à. Thợ mò cá thế. Đây đây, dưới đây 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 đây. Mặt mũi đã. Đã giả. Nay em tôi đi sớm nên là cá vẫn còn nhưng mọi hôm đến tầm này là chỉ còn được còn cái nì thôi. Mỗi nì thôi. Ôi được khối không? Con này nó to quá nó cứ đòi ra thôi. Con lươn này cứ đòi ra khỏi túi luôn. Bạn phải trông ngon tí nữa là nó ngoắt đuôi nó bật con ra bắt. Thế đập bẹp cái đầu đi. Tí tí. Này nấu cháo. Con này là nguy cơ là ra mất cháo lắm. Đấy, ôi ủng mạnh thế. Ôi. Đi tiến lên này. Đây bạn. Nó ủ mạnh lắm. Ủi mạnh ấy. Ủi. Đấy sâu mà. Ôi sổ quạt này. Đây đó, quay. Nóng dây điện. Nóng dây điện, tôi bấm nó cũng xịt. Đây cái A nó thôi. Đấy, ui đây. Đây đây, ủi người đây rồi. Nính mẹ đây đây rồi ạ. Đây rồi. Đâu? Cửa đây á. Ừ, kia. Cửa cái đó buông này. Đâu? Đấy, đấy. Đúng đấy à. Ở dưới đấy. Ở dưới. Dưới, dưới.
Con rưỡi mà anh không thấy à? Đâu. Nó vẫn chưa chết. Ở đây rồi. Ui, bẹo này đến mãi chân. Và số các bạn. Thấy rồi, to hơn đấy con lúc trước. Chia vào cho có thùng mình nhiều lắm. Này đêm vừa rồi cá nên đi đầy nữa. Này cũng không hợp ăn lắm. Nó dày nó không lên được đấy nhỉ? Nó dày nó đéo men. Con lũ nổi đen lên đây. Đẹp nhỉ, mà không có gái nhỉ. Đây đây thành quả của anh em mình nhá, được con lươn to tướng nha mọi người. Sộp. Bây giờ anh em về chế biến món ăn đi, anh đi. Về. Nói mà chưa rồi mọi người ạ. Mưa xong tưởng nhiều cá nhưng mà không có mọi người nhá. Chép nó không lên mọi người ạ.